Iran triệu đại sứ Trung Quốc phản đối tuyên bố liên quan đến ba hòn đảo tranh chấp. Nga đã xác định được những sân bay triển khai F-16 ở Ukraine và Estonia. Ukraine đối diện với tình trạng thiếu điện trầm trọng sau các cuộc không kích của Nga. Xuất hiện quan tài có dòng chữ binh sĩ Pháp tại Ukraine gần chân tháp Eiffel. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 6, truyền thông nhà nước Iran cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Tehran để lên tiếng phản đối tuyên bố của Trung Quốc và UAE liên quan đến ba hòn đảo tranh chấp. Cả Iran và UAE đều tuyên bố chủ quyền đối với ba hòn đảo Abu Musa, Greater và Listertun. Tuy nhiên, Iran đã tiến hành quản lý những đảo này từ năm 1971. Chỉ một thời gian ngắn trước khi Bảy Tiểu Vương quốc Vùng Vịnh đạt được sự độc lập hoàn toàn khỏi Anh và thành lập UAE, UAE hiện đang là đồng minh của Mỹ. Truyền thông nhà nước của Iran tuyên bố, phản đối của Iran về việc Trung Quốc ủng hộ những tuyên bố vô căn cứ trong tuyên bố chung giữa UAE và Trung Quốc đã được bày tỏ với đại sứ Trung Quốc tại Tehran, Công Pegu. Truyền thông nhà nước của Iran cũng nói thêm, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng ba hòn đảo này là một phần vĩnh cửu của đất nước và chúng tôi mong Trung Quốc sẽ sửa đổi quan điểm của mình về vấn đề này. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Iran trong thập kỷ qua, đặc biệt là trong lĩnh vực mua bán dầu mỏ. Giới chức quân sự Nga dường như đã xác định các sân bay ở Ukraine và Estonia đủ điều kiện để triển khai tiêm kích F-16 Fighting Falcon do phương Tây viện trợ cho Ukraine. Gần đây, các chuyên gia Ukraine đã sử dụng vệ tinh của Mỹ và châu Âu để bất ngờ phát hiện một số hộp sáng bóng tại sân bay quân sự Marinovka ở vùng Volgograd. Những hộp sáng bóng này thực chất là nơi trú ẩn hay nhà trừ máy bay được thiết kế để bảo vệ chiến đấu cơ khỏi các cuộc tấn công từ máy bay không người lái của Ukraine. Ngày 2 tháng 6, nhà báo Nga và là nhà chuyên gia quân sự Alexander Rogatkin đã bình luận trên kênh Telegram của mình rằng việc bảo vệ các máy bay đã được lực lượng hàng không vũ trụ Nga BKS thực hiện từ lâu. Ông Rogatkin lưu ý rằng tại một số sân bay của Nga, các máy bay trực thăng đã được bảo vệ bằng những mái kim loại lớn làm từ các tấm tôn. Phương pháp này có chi phí thấp và quan trọng là có khả năng chống lại các phương tiện trinh sát quang học từ máy bay do thám và vệ tinh của đối phương. Mặc dù những cấu trúc này không thể chống lại các tên lửa mạnh và tầm xa, nhưng chúng đủ khả năng bảo vệ khỏi các máy bay không người lái cảm tử, kamikaze. Những mái tôn này khiến đối phương khó xác định số lượng và vị trí chính xác của các máy bay trực thăng, làm cho việc điều khiển UAV tấn công trở nên khó khăn hơn vì UAV chiến thuật với lượng nổ thấp cần phải tấn công chính xác để đạt hiệu quả. Ngoài ra, một số sân bay tiền tuyến cũ từ thời Liên Xô còn có các nơi trú ẩn bằng bê tông kiên cố, có khả năng chống lại tên lửa và bom. Riêng sân bay Belbek ở Sevastopol có khoảng 20 hầm trú ẩn hình vòm kiên cố. Các hầm trú ẩn tiêu chuẩn được xây dựng từ bán vòm bê tông với các đường gân tăng cường độ cứng, được phủ đất và cỏ bên ngoài để ngụy trang. Mái của hầm có kích thước 12,9 x 28m, với cổng trượt kim loại dày hơn 1m, đủ khả năng chống lại các tên lửa và bom thông thường, không phải loại bom khoan. Ông Rogatkin lý giải, trong số các máy bay được sử dụng trong lực lượng không quân Nga chiến đấu ở Ukraine, chỉ có máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và máy bay chiến đấu MiG-29 được đặt ở những nơi trú ẩn này. Các máy bay khác, bao gồm các máy bay chủ lực của các nhóm quân phía Bắc như Su-25, Su-34 và Su-35, không được đặt trong các hầm trú ẩn này. Theo chuyên gia quân sự Alexander Rogatkin, Nga cần phải xây dựng những nơi trú ẩn mới, tốn kém và mở rộng để chứa tất cả các loại máy bay, vì mỗi chiếc chiến đấu cơ có giá trị hàng chục triệu đô la Mỹ, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ như máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57. Chuyên gia này cho biết, giới chức lãnh đạo quân đội Nga đang lên kế hoạch xây dựng các nhà trừ máy bay tiêu chuẩn tại tất cả các sân bay mà không quân Nga có thể sử dụng. Những hầm trú ẩn kiên cố này sẽ được xây dựng một lần và sử dụng trong nhiều thập kỷ bảo vệ máy bay khỏi nhiều mối nguy hiểm khác nhau. Ông Rogatkin cũng lưu ý rằng, không quân Ukraine cũng có các công trình tương tự từ thời Liên Xô, với hơn 40 hầm trú ẩn bằng bê tông tại các sân bay quân sự Kolomia ở vùng Ivano-Frankivsk, Lut, Vitkov và Staro-Konstantinov, vùng Khmelnytsky. Năm 2022, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công tên lửa vào sân bay Staro-Konstantinov, nhưng chỉ có thể phá hủy hai hầm trú ẩn bằng bê tông. Điều này chỉ ra rằng Nga cần sử dụng vũ khí mạnh hơn để tấn công các sân bay có nhà trừ máy bay tiêu chuẩn loại này. Tại sân bay Liên Xô cũ ở Pano, Estonia, cũng có những hầm trú ẩn bằng bê tông tương tự. Sân bay này hiện đã biến thành một căn cứ không quân của NATO
và việc hiện đại hóa đường bay ở sân bay Pano đang diễn ra giao tiếp cùng với các sân bay ở Tartu và Tep. Theo chuyên gia Nga này, những chiếc tiêm kích hạng nhẹ, kích thước nhỏ như F-16 Fighting Falcon mà phương Tây hứa cung cấp cho không quân Ukraine hoàn toàn phù hợp với những nơi trú ẩn ở Estonia, cũng như trong các hầm trú ẩn có máy vòng của các sân bay Ukraine. Vì vậy, câu hỏi những chiếc F-16 với sải cánh 9,45m sẽ đóng quân ở đâu là điều rất dễ trả lời đối với lực lượng hàng không vũ trụ BKS và lực lượng tên lửa Nga. Những cuộc không kích của Nga trong thời gian gần đây đã gây hư hại nghiêm trọng cho hệ thống năng lượng của Ukraine, dẫn đến tình trạng thiếu điện trầm trọng. Theo thông tin từ Reuters, chỉ trong đêm 1 tháng 6, Nga đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công các cơ sở năng lượng và hạ tầng quan trọng trên toàn Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước đồng minh viện trợ khẩn cấp các hệ thống phòng không cho Kiev. Theo thông báo của không quân Ukraine, trong cuộc tấn công ngày 1 tháng 6, họ đã bắn hạ 35 trong số 53 tên lửa và 46 trong số 47 máy bay không người lái UAV của Nga. Tuy vậy, nhiều cơ sở năng lượng của Ukraine vẫn bị trúng tên lửa. Tổng thống Zelensky phát biểu trên Telegram rằng Nga đang tận dụng sự thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine để phá hủy các cơ sở năng lượng của nước này, đồng thời nhắm vào chương trình viện trợ của phương Tây cho Kiev. Ông Zelensky nhấn mạnh, các đối tác biết chính xác những gì chúng tôi đang cần. Ukraine cần bổ sung thêm tên lửa Patriot và các hệ thống phòng không hiện đại khác. Ngoài ra, Kiev cần có sớm các máy bay F-16 theo như cam kết. Hiện tại, Ukraine vẫn gặp nhiều khó khăn do sự chậm trễ trong việc nhận viện trợ quân sự từ Mỹ và các đồng minh. Các cuộc tấn công ngày càng gia tăng vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nỗ lực mở rộng chiến tuyến của Nga đang tạo thêm áp lực cho Kiev. Hôm 1 tháng 6, Bộ Năng lượng Ukraine thông báo rằng lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng ở các khu vực phía đông Donetsk, đông nam Zaporizhia và Dnipropetrovsk, miền trung Kirovohrad và phía tây Ivano-Frankivsk. Các quan chức Ukraine cho biết, mặc dù viện trợ từ phương Tây đã bắt đầu đến Kiev, nhưng các cuộc tấn công bằng bom của Nga trong 2 tháng qua đã làm gián đoạn đáng kể sản xuất nhiệt điện và thủy điện, gây mất điện và đẩy mức nhập khẩu điện của Ukraine lên cao kỷ lục. Chính phủ Ukraine đã phải tăng gần gấp đôi giá điện tiêu dùng để có thêm ngân sách cho việc sửa chữa lớn lưới điện trong năm nay. Kiev cũng có kế hoạch nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine, cho biết hai nhà máy nhiệt điện của họ đã bị tấn công và hư hỏng nặng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ đang tấn công các khu phức hợp công nghiệp quân sự và cơ sở năng lượng của Ukraine để trả đũa việc Kiev tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Trước đó, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong năm nay, cố gắng tạo áp lực lên Điện Kremlin trong bối cảnh lực lượng Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể ở vùng Donbass và mặt trận Kharkov. Các quan chức ở Paris mới đây đã phát hiện 5 chiếc quan tài được trang trí bằng quốc kỳ và có dòng chữ lính Pháp ở Ukraine ở gần chân tháp Eiffel và đã bắt 3 người để tiến hành điều tra. Theo đó, 3 người này đã bỏ lại 5 chiếc quan tài ở gần tháp Eiffel, điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Paris, vào khoảng 9 giờ ngày 1 tháng 6. Bên trong những chiếc quan tài là thạch cao. 5 chiếc quan tài được phủ quốc kỳ Pháp và ghi dòng chữ lính Pháp ở Ukraine, ám chỉ rằng những người lính này sẽ không thể trở về sống sót. Một nguồn tin cho hay, tài xế xe tải đã chở những chiếc quan tài này đến và bỏ lại. Tài xế bị bắt gần hiện trường và khai với cảnh sát rằng anh ta được trả 40 euro, tương đương 43 đô la Mỹ để chở 2 người cùng 5 chiếc quan tài tới gần chân tháp Eiffel. Người lái xe được cho là đã đến từ Bulgaria vào Paris vào tối 31 tháng 5. Hai người khác cũng đã bị bắt tại bến xe khu phố Percy. Họ dự định sau đó sẽ di chuyển đến sân bay để lên chuyến bay đi Berlin. Nguồn tin cho biết, 3 người này là công dân của Bulgaria, Ukraine và Đức. Tính đến ngày 2 tháng 6, họ vẫn đang bị giam giữ. Các nhà điều tra đang xem xét sự việc như một sự can thiệp của các thế lực nước ngoài vào các vấn đề của Pháp. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trả lời phỏng vấn rằng nước này có thể đưa quân đến Ukraine nếu Nga sắp chọc thủng phòng tuyến đối phương và Kiev yêu cầu hỗ trợ. Trước đó, ông Macron đã gây chấn động khi tuyên bố không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Điện Kremlin đã chỉ trích những phát biểu của lãnh đạo Pháp, gọi chúng là đặc biệt nguy hiểm. Ý tưởng đưa quân tới Ukraine vốn là điều cấm kỵ, đặc biệt khi NATO đang cố gắng tránh bị lôi vào cuộc chiến rộng hơn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngày 27 tháng 5, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết đã ký giấy phép cho huấn luyện viên quân sự Pháp sớm tới trung tâm đào tạo binh sĩ tại Ukraine. Các nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp có thể đưa ra quyết định về việc điều động vào tuần này.
giới chức Pháp nghi ngờ sự can thiệp của nước ngoài, đặc biệt là Nga, vào công việc nội bộ trong một số sự việc gần đây. Như vụ vẽ graffiti bàn tay màu đỏ lên đài tưởng niệm nạn diệt chủng người Do Thái tháng trước. Ba nghi phạm trong vụ này được cho là đã trốn ra nước ngoài. Pháp cũng nghi ngờ về việc Nga đứng sau việc phun sơn hàng chục ngôi sao David, biểu tượng của người Do Thái, lên các ngôi nhà ở thủ đô Paris và các vùng ngoại ô ngay sau vụ Hamas tấn công miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các nhà điều tra nói rằng một số hình vẽ bị chỉ trích là bài mà có thể đã được thực hiện theo yêu cầu của một cá nhân sống ở nước ngoài, ngụ ý rằng có thể liên quan đến Nga. Chính phủ Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc.